này cũng được, cái này được hay này, này cho mặt ngoài này. Thì thử nhìn này, coi kẹp nào. Anh ơi, alo, alo, được rồi. ok. Linh ơi, alo. Linh ơi, nghe thấy anh không? Có. Em tắt mic cho tắt cam của mấy khách hàng đi kìa. Rồi đấy. Vâng ạ, xin chào anh chị nhà đầu tư đến với chương trình Nhịp đập thị trường. Chương trình được tổ chức thường kỳ vào thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trong khung giờ từ 16 giờ đến 17 giờ hàng ngày. Thì tham gia chương trình của chúng ta ngày hôm nay, tôi xin phép được tự giới thiệu. Tôi là Nguyễn Văn Linh, hiện tôi là chuyên viên của Trung tâm Tư vấn Đầu tư của Công ty Cổ phần Chứng khoán VRX. Đồng hành cùng với chúng ta ngày hôm nay có anh Nguyễn Trung Du, hiện anh là chuyên gia chiến lược giao dịch. Anh Du đã có 14 năm kinh nghiệm trên thị trường. Thì hy vọng rằng những cái chia sẻ của anh
trong buổi ngày hôm nay sẽ hữu ích cho anh chị trong quá trình giao dịch trên thị trường ạ. Và để bắt đầu chương trình thì chị Linh xin phép là những anh chị nào mà mới vào thì anh chị vui lòng tắt mic để không ảnh hưởng đến các anh chị khác khi tham gia chương trình ạ. Và chương trình của chúng ta ngày hôm nay sẽ có 3 nội dung chính. Thứ nhất thì Linh sẽ điểm qua về cái diễn biến thị trường sau phiên dịch ngày hôm nay. Tiếp theo thì anh Du sẽ chia sẻ cái quan điểm của anh Du về thị trường hay là những cái nhóm ngành cổ phiếu nó tích cực trong phiên dịch ngày hôm nay. Và cuối cùng là phần Q&A. Các chuyên gia sẽ hỗ trợ giải đáp các câu hỏi của anh chị về cổ phiếu hay thị trường. Và ngay từ bây giờ anh chị có thể để lại câu hỏi ở phần chat thì tí nữa các chuyên gia sẽ hỗ trợ giải đáp ạ. Và Linh xin phép được bắt đầu chương trình và để điểm qua về cái diễn biến giao dịch của thị trường ngày hôm nay. Thì phiên giao dịch ngày hôm nay thị trường mở cửa rất là tích cực và duy trì được cái đà tăng giá trong suốt cái phiên giao dịch buổi sáng và kéo dài sang một phần trong phiên giao dịch buổi chiều. Tuy nhiên thì cái cũng giống như các phiên giao dịch trước đó thì áp lực bán xuất hiện sau khoảng 14 giờ chiều khiến cho chỉ số giảm khá mạnh. Hôm nay cụ thể là chỉ số VN Index có thời điểm giảm đỏ sau một cái thời gian mà tăng rất mạnh chạm cái vùng 1.400 điểm. Và đến thời điểm hiện tại thì cái vùng 1.400 điểm vẫn là cái vùng ngưỡng tâm lý mà khá lớn của nhà đầu tư ở thời điểm hiện tại. Về diễn biến của thị trường trong phiên giao dịch hôm nay thì chúng ta thấy rằng là cổ phiếu gas tiếp tục là cổ phiếu mà góp vào cái đà tăng mạnh nhất của chỉ số. Bên cạnh đó thì có các cổ phiếu khác, ví dụ như là VP Bank, Hòa Phát hay là Masan, Phát Đạt là những cổ phiếu mà cũng góp vào cái đà tăng giá của chỉ số trong phiên ngày hôm nay. Ở chiều ngược lại thì các cổ phiếu nhóm ngân hàng, ở đây có Công Thương, Vietcombank hay là SAP hay GVR thì là những cổ phiếu mà khiến cho chỉ số giảm điểm trong phiên dịch hôm nay. Nước ngoài phiên giao dịch hôm nay thì tiếp tục bán dòng tầm 600 tỷ, trong đó thì Hòa Phát vẫn tiếp tục là cái mã mà bị nước ngoài bán dòng nhiều nhất, sau đó đến SSI rồi một vài cổ phiếu khác như Zimdep hay Kinh Bắc. Về các nhóm cổ phiếu tiêu biểu trong phiên ngày hôm nay thì chúng ta có thể kể đến nhóm cổ phiếu dầu khí là một cái nhóm mà hôm nay cũng tăng giá khá là tốt trong phiên ngày hôm nay. Bên cạnh đó thì các cổ phiếu về nhóm vật liệu cơ bản, ví dụ như hay là công nghiệp như là nhóm ngành thép chẳng hạn thì cũng tăng khá là tốt. Về nhóm ngành tài chính thì các cổ phiếu của công ty chứng khoán phiên giao dịch ngày hôm nay cũng tăng giá khá là tốt. Còn nhóm cổ phiếu ngành ngân hàng thì hôm nay điều chỉnh giảm nhẹ một chút. Quan sát kỹ hơn về cái diễn biến trong ngày hôm nay thì anh chị thấy rằng là về mức độ rộng thị trường thì chúng ta thấy rằng cái trên các cổ phiếu vốn hóa lớn thì hôm nay tiếp tục có sự phân hóa khá là rõ ở phiên giao dịch ngày hôm nay. Và điều này cũng khiến cho chỉ số cũng giằng co trong phiên dịch hôm nay. Ở chiều các cổ phiếu nhóm ngân hàng thì trong phiên ngày hôm nay thì các cổ phiếu này cũng khá là phân hóa, cụ thể là có những cổ phiếu ví dụ như ACB này, BIS hay Công Thương là những cổ phiếu này giảm điểm trong phiên ngày hôm nay. Còn ở chiều ngược lại thì các cổ phiếu khác ví dụ như là STB, Techcombank, Tiên Phong Bank hay là VP thì giữ được cái sắc xanh trong phiên ngày hôm nay. Cổ phiếu dầu khí là gas là một trong những cổ phiếu nhóm dầu khí rất là tích cực trong phiên hôm nay, có thời điểm gas đã lên đến mức giá 119 và cái sát cái mức giá trần trong phiên ngày hôm nay. Bên cạnh đó các cổ phiếu khác ví dụ như PVS, PVD cũng khá là tích cực trong phiên ngày hôm nay. Nhóm cổ phiếu ngành thép thì cũng duy trì được cái đà tích cực trong phiên ngày hôm nay. Masan thì hôm nay cũng tăng nhẹ một chút so với phiên hôm dịch ngày hôm qua. Nhìn chung thì phiên giao dịch trong phiên dịch ngày hôm nay thì anh chị sẽ thấy rằng là thị trường của chúng ta cũng không có nhiều thay đổi, quá nhiều thay đổi so với phiên dịch trước đó, là một cây nến mà tiếp tục cho thấy cái sự gọi là chối bỏ ở cái vùng 1.400 điểm và một cây nến mà tiếp tục có cái tóc trên. Và đây là cái phiên gần như đi ngang thứ năm liên tiếp khi sau một cái phiên tăng mạnh của chỉ số. Khối lượng giao dịch ở 3 phiên dịch gần đây có dấu hiệu tăng trở lại thì đây cũng là một tín hiệu nó khá tích cực cho thị trường ở thời điểm này. Chỉ số VN30 thì phiên ngày hôm nay có cái tín hiệu nó duy trì được cái tín hiệu tích cực hơn. Thứ nhất là về mức độ tăng giá và thứ hai là mức độ phân hóa các cổ phiếu. Khi mà cái số lượng cổ phiếu tăng trong VN30 nó đang chiếm nhiều hơn so với số lượng cổ phiếu giảm giá. Và ở đây khối lượng của VN30 phiên hôm nay cũng có cái sự gia tăng trở lại trong phiên ngày hôm nay. Và
Cũng giống như index, chỉ đây cũng là một đây là cũng là phiên thứ năm liên tiếp mà chỉ số chúng ta tiếp tục giằng co trong một cái vùng 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 đỉnh ngắn hạn trước đó của chỉ số VN30. Và trong tuần này thì chúng ta sẽ có hai cái sự kiện chính. Thứ nhất là các doanh nghiệp sẽ công bố dần, sẽ hé lộ cái kết quả kinh doanh quý 3. Bên cạnh đó thì thứ năm tuần này cũng là cái ngày đáo hạn của thị hợp đồng phái sinh. Sau đó thì thị trường nhiều khả năng cũng sẽ gọi là khá là giằng co trong tuần này. Và câu chuyện của cổ phiếu nó sẽ vẫn được nhắc đến nhiều hơn là cái thị trường, tình trạng thị trường ở thời điểm hiện tại. Khi mà bản thân các cổ phiếu cho các nhóm ngành cũng có cái sự phân hóa khá là rõ. Ví dụ như hôm nay chúng ta thấy nhóm ngân hàng, bản thân ngân hàng thì cũng có các cổ phiếu rất là tích cực. Trong khi đó thì các cổ phiếu khác lại giảm điểm. Và với kết quả kinh doanh quý 3 ra thì nhiều khả năng thì cái sự phân hóa giữa các nhóm ngành này hay là trong bản thân các nhóm ngành với nhau thì nó sẽ diễn ra khá mạnh trong thời gian tới, và cái việc chúng ta lựa chọn cổ phiếu sẽ quan trọng hơn cái việc chúng ta dự đoán thị trường ở thời điểm hiện tại. Linh vừa điểm qua về cái diễn biến thị trường trong cái việc ngày hôm nay, thì anh Du ạ, anh có thể chia sẻ một chút với anh chị nhà đầu tư về cái quan điểm của anh về thị trường ở thời điểm hiện tại không ạ? Alo, Linh nghe được không? Dạ, em nghe rõ nhỉ. Anh chưa xem màn hình ý, vì chưa được gắn quyền có hot. Thì chờ khoảng một phút cho bạn xem cái màn hình. Bảo Dũng gắn quyền xem màn hình cho anh đấy. Anh thử xem lại xem ạ. Em vừa tắt màn xe rồi đấy. Không được em ơi. Các anh chị có câu hỏi thì các anh chị cứ vui lòng đặt trong phần chat nha. Nát Du sẽ cố gắng trả lời hết cho các anh chị. Thì về quan điểm thị trường thì nói chung nó cũng không có gì mới cả. Tại vì xu hướng thì nó phải là một cái chuỗi các phiên, chứ không phải là một phiên. Thực ra là những cái diễn biến các phiên gần đây thì nó cũng giống giống nhau thôi, đúng không ạ? Phiên thì đa số là tăng ở phiên sáng, hào hứng, và phiên chiều thì nó hơi trùng xuống. Tâm lý của con thì hơi giật mình một chút, nhưng mà cuối phiên nó vẫn cân bằng và nó vẫn phân hóa, tức là vẫn một nửa tăng một nửa giảm, thì không có gì nó quá tiêu cực cả. Nên nhìn chung thì quan điểm của Du thì vẫn không thay đổi nhiều so với cách đây vài tuần, là mình vẫn có cái nhìn rất là tích cực về thị trường, về một cái kỳ vọng và lý thuyết lên 1525-1530 của VN Index. Còn khi nó tiếp cận đỉnh cũ ở vùng 1420-1425 của mình tháng 6 thì nó sẽ có những cái phiên hoặc là những cái tuần mà nó rung lắc là chuyện bình thường. Quan trọng là chọn cổ phiếu gì để cầm thôi. Còn chỉ số thì nó vẫn đi lên đều đều, nó sẽ chậm rãi đi lên thôi. Ngay cả cái giai đoạn thị trường đi xuống thì sẽ có những cổ phiếu mà nó không đi xuống cùng thị trường, nó đi ngược dòng. Thì cái phiên mấy phiên gần đây chúng ta cũng thấy là có những cổ phiếu thì vẫn đi lên, nhưng đã có nhiều cổ phiếu bắt đầu nó chững lại. Hôm nay có một số nhóm cổ phiếu cá nhân giúp thế nó bị chứng lại, nó không duy trì đà tăng nữa. Thì cái đấy là cái chúng ta cần quan tâm. Linh ơi. Dạ. Anh có chia sẻ màn hình. Vâng, em vừa bảo Dũng rồi, anh chờ chút ạ. Anh cứ tiếp tục anh trao đổi đi ạ. Thì diễn biến thị trường chung thì cá nhân giúp thế nó cũng chưa có gì mới. Trạng thái của tuần này nó vẫn thế, là trạng thái xanh phiên sáng, chiều thì đỏ, nhưng mà cuối phiên đóng cửa thì nó cũng không thay đổi nhiều. Nhưng nếu chúng ta nhìn những nội tại thị trường theo từng nhóm ngành, từng cổ phiếu thì có sự thay đổi rất là lớn, đúng không? Rất nhiều cổ phiếu nó vẫn đi lên rất là đều, và nhiều cổ phiếu thì vẫn đang chứng lại, sideways hoặc là bắt đầu đi xuống. Ví dụ như phiên này là có một số cổ phiếu bắt đầu tách ra đi xuống, đi ngược với lại cái diễn biến chung thị trường. Anh Du, anh xem lại màn hình đi ạ. Nhìn được chưa? Linh nhìn được chưa? Dạ được rồi anh ơi. Du xin phép mà bắt đầu lại cái phần chia sẻ về thị trường. Thì quan điểm thì không có gì thay đổi cả. Vì về mặt lý thuyết thì đã trao đổi với anh chị trong vài tuần gần đây rồi. Là cái quan điểm rất là tích cực. Và cái mẫu hình của nó sẽ hướng đến 1525-1530. Trừ khi thị trường nó có những cái biến cố đến nó quá bất thường, ta không phán đoán được thôi. Còn cái cách của thị trường nó sẽ thay nhau, nó dẫn dắt. Dòng tiền nó sẽ luân chuyển và điểm số nó sẽ tiến dần dần lên và để vượt kháng cự thôi, giống như cái giai đoạn tháng 2, tháng 3 thôi. Hôm nay thì các cái diễn biến của một số của cổ phiếu nhóm ngành thì nó cũng có sự đặc biệt, vì nó có sự phân hóa rất là mạnh.
Đấy, nhóm ngành ngân hàng thì cũng không không quá tích cực. Trong phiên sáng thì có những đợt tăng rất là tốt và đồng thuận ấy. Nhưng mà quan sát thì thấy có nhiều phiếu ngành ngân hàng tăng trong phiên sáng rất là tốt. Nhưng mà đến phiên chiều thì nhiều phiếu ngành ngân hàng có vẻ bắt đầu hơi đuối. Nó chỉ còn lại mấy trường hợp tăng, ví dụ Techcombank và VPBank. VPBank là trường hợp tăng mạnh nhất. Và hiện VPBank là trường hợp mà tiến cũng khá sát đỉnh vào tháng 6, tháng 7. Nó cũng bắt đầu mở ra cái cơ hội có xác suất vượt đỉnh. Nhưng mà hiện tại khối lượng nó chưa lớn ấy. Thật ra là chúng ta sẽ phải quan sát thêm ở những phiên tới đó. Sẽ có cái kháng cự ở quanh vùng 40. Còn nếu vượt được thì nó sẽ mở ra cái triển vọng mới, nó sáng sủa hơn. Thay vì hồi phục thì nó có thể nó sẽ xác nhận là cái triển vọng tăng trưởng của giá sẽ tiếp diễn. Thì phải quan sát thôi, người ta đã khá xác định. Đâm ra là việc mua mới thì cá nhân nghĩ là cũng nên. Còn trường hợp của Techcombank thì nó vẫn đi chậm nhưng mà nó chắc thôi, nó vẫn sẽ zigzag đi lên thôi, nó cũng chưa có gì có tích cực cả. Trường hợp xuất sắc như Techcombank thì nó vẫn đang là đẹp nhất của phiếu ngành ngân hàng rồi, nó vẫn đi lên. Hôm nay có sự đặc biệt là cổ phiếu ngành chứng khoán có lẽ là cái sự khác biệt so với tuần trước đó. Hôm nay một số cổ phiếu ngành chứng khoán thì nó diễn biến tích cực và chủ động đó. Tiền vào cũng khá tốt, ví dụ như VND hay là VCI. Cá nhân Du thấy là nó cũng chưa thay đổi về cái mẫu hình đâu. Hiện tại nếu mà mình nhìn rộng ra thì nó vẫn là sideways trong cả tháng qua thôi. Nó cũng chưa vượt được cái vùng đỉnh mà nó rất gần. Nếu mà vượt qua được thì nó sẽ mở cái cơ hội tăng mới. Hôm nay thì nhìn chung thanh khoản thì nó cũng chưa tăng quá nhiều so với lại cái vùng đỉnh của tháng 6, 8. Vì ông ngành chứng khoán thì nó cũng chưa thực sự xuất hiện cái xác suất vượt đỉnh đâu. VCI rất là tích cực, VND VCI là tích cực và có bắt đầu có cái xác suất có thể thử thách lại vùng đỉnh của phiên một hai phiên tới rồi. Chúng ta phải quan sát thôi. Nếu cổ phiếu nó vượt đỉnh và nó confirm vượt đỉnh thành công thì những cái phiên điều chỉnh sau đấy thì sẽ là cái cơ hội đối với cổ phiếu ngành chứng khoán nó sẽ quay trở lại. Còn hiện tại thì nó cũng chưa thực sự dứt khoát lắm. Như VCI này thanh khoản rất là tốt, cái xác suất vượt đỉnh nó bắt đầu nó tăng lên tương đối cao rồi. Còn lại những cái trạng thái như SDI, HCM thì nó không được dứt khoát lắm và người thấy là nó rất là yếu. SDI hôm nay có lúc tăng rất là tốt trong phiên lên đến 4.6 và cuối phiên tụt về sát tham chiếu. Có những lúc mà cái Du thấy là nó còn về đỏ, cuối phiên nó hồi lại xanh nhẹ một chút thì nó cho thấy là cái xung lực và cái quyết tâm vượt đỉnh nó chưa thực sự mạnh mẽ lắm và nó vẫn cách đỉnh tương đối, cách đỉnh đâu đó khoảng hơn 10%. Chưa thực sự là yên tâm lắm về cái xác suất vượt đỉnh và những cái cổ phiếu như này. HCM cũng giống SDI tương đối đuối. Hay những trạng thái nhỏ hơn trong ngành, như SSS thì MBS thì nó đỡ hơn thôi, nhưng mà nó vẫn chưa thể hiện cái sự quyết tâm của cái xác suất vượt đỉnh lắm. Nay thì có trường hợp của dòng Việt thì vượt đỉnh khá là đẹp, VDS với 3 phiên tăng liên tiếp. Cái Du thấy ở đây là trạng thái rất là tích cực, quán nhỏ tích cực. Thì trạng thái này nó sẽ phù hợp với những ai mà trading định số lượng nhỏ và những cái trạng thái vượt đỉnh thì bao giờ nó cũng là những trạng thái hay hơn là những cái trạng thái chưa vượt đỉnh. Thế chúng ta xét như ngành ngân hàng chẳng hạn, đúng không ạ? Khi Techcombank vượt đỉnh thì nó khác hẳn khi cổ phiếu chưa vượt đỉnh. Thì chúng ta cứ đi theo cái cách chúng ta lựa chọn là những cái cổ phiếu mạnh trong ngành, đúng không ạ? Mặc dù cổ phiếu này thì không tham gia thị trường lớn, không tham gia thị trường lớn thì phải đợi những trường hợp như là VND, SSI hoặc là VCI, SMBS vượt đỉnh thì chúng ta tham gia những trọng lớn hơn. Còn như dòng Việt thì cũng tham gia được nhưng với một tỷ trọng nó nhỏ thôi, thì vì dù sao đấy là một cái phiếu mà đang cho thấy cái sự khác biệt trong ngành chứng khoán, nó đang khỏe hơn trong ngành. Như BSI nó đã vượt đỉnh từ tuần trước, nó đang tiếp diễn thì nó không có điểm mua mới đâu, nhưng mà rõ ràng những cổ phiếu nó đã vượt đỉnh thì nó sẽ có cơ hội hơn hẳn. Hôm nay nhóm cảng biển thì cũng tăng khá tốt, đúng không ạ? Đã thấy là những trường hợp như HAH hay ZMF hay VSC cũng tăng khá tốt. Hôm nay là một phiên mà cổ phiếu nó đã nỗ lực nó vượt đỉnh trong phiên ấy, nhưng mà cuối phiên thì nó không giữ được cái đà vượt đỉnh thì có lẽ phải đợi thêm phiên ngày mai nữa. Hôm nay cũng chưa gọi là vượt đỉnh, mặc dù là cái mức tăng trong phiên có lúc nó rất là tốt lên đến 75.5 rồi, mà đến cuối phiên thì bị bán rồi rất là mạnh, còn tăng có 0.7% thôi. Quan sát thêm, nó vẫn là cổ phiếu mà khỏe nhất trong nhóm ngành vận tải biển với cảng biển. Còn những trường hợp như của ZMDF thì nó chưa thực sự khỏe lắm. Hôm nay thì thanh khoản tăng khá tốt nhưng mà nó vẫn chưa tiến sát được vùng đỉnh cũ, chưa thấy xuất hiện những xác suất vượt đỉnh. Nếu mà nhìn thấy thanh khoản thì nó có bắt đầu có xác suất đấy, nhưng mà để vượt đỉnh thì chắc là phải đợi thêm tương đối nhiều phiên nữa, không dễ vượt. Vì cái trường hợp mà khỏe hơn và dễ vượt hơn như Hải An thì nó chưa vượt được. Nhìn chung là tích cực, tại vì nhìn theo nhóm ngành là tích cực. Những cổ phiếu ngành bất động sản này vẫn tích cực, nhất là DG này đã vượt đỉnh và nó tiếp tục đi lên. Ra nó chỉ chớm đi test lại phiên ngày hôm qua một chút thôi, hôm nay lại tăng tiếp rất là khỏe. Anh Nam Long cũng đang đi lên rất là mạnh,
sau cái phiên vượt đỉnh cách đây hai phiên. Có lẽ các cổ phiếu ngành bất động sản tầm trung đang được định giá lại cái quỹ đất của họ và đang được thị trường nhìn nhận định giá lại, nên ra là cái việc tăng giá đợt này là rất là tích cực so với những cổ phiếu bất động sản lớn khác đang nhìn hao vẫn tích cực này. Hôm nay ở chiều tiêu cực thì các anh Du thấy là chỉ có những cổ phiếu ngành phân đạm thôi bắt đầu bị chốt lời mạnh thôi. Đấy là điều nó cũng dễ hiểu thôi, các cổ phiếu này đã tăng quá nóng so với mặt bằng chung thị trường ấy. Và như hôm trước trao đổi các anh chị thì Dung nghĩ là cái đoạn tăng cuối này sẽ là cái đoạn canh để chốt lời thôi, nhất là đợi thông tin quý ba nó ra. Thì hôm nay thì Nhĩ Đạm Cà Mau bị chốt rất là rõ rệt, khối lượng lớn mà cái mức giảm tương đối lớn thì nó chưa phải là cái dấu hiệu con phơi đỉnh đâu. Thường thì muốn biết đỉnh hay không phải đợi cái T3 khối lượng lớn này về, nhưng mà nó tiếp tục đi xuống thì nó sẽ là cái dấu hiệu rõ nhất của đỉnh. Nhưng mà nếu chưa đi ngắn theo các cụm nến thì rõ ràng những cái nến ngày hôm nay là những cái nến mà đáng quan ngại và đáng cân nhắc để canh các nhịp hồi phục trong phiên ngày mai để chốt lời cho nó đảm bảo có cái lợi nhuận tốt. Vì thực ra đến thời điểm này các cổ phiếu thì mọi người đều có mức lãi rất là tốt cả, thì có thể cân nhắc chốt một nửa hoặc là chốt hết. Nhưng quan điểm của Du thì nếu mà có lãi nhiều thì nên chốt một nửa thôi, và nên ở một nửa tiếp để mình quan sát thêm, vì nó cũng chưa có dấu hiệu thực sự là đỉnh. Đạm Cà Mau nó cũng tương tự thôi, nhưng mà nó không bị bán nhiều như đạm Phú Mỹ, tương tự đạm Cà Mau nhưng không bị bán nhiều như đạm Cà Mau. Tại vì ra cái mức tăng của đạm Cà Mau trong vài tuần qua nó mạnh hơn, nó đã vượt xa một đoạn Phú Mỹ, nó tích lũy cho nó chạy sau. Thì hôm nay hầu hết các cổ phiếu ngành phân bón hay là cảng biển, phân bón hay là hóa chất bị bán rất là mạnh. Đấy là cái tín hiệu chung của cả ngành ấy, thì nên quan tâm, và ngay có những cổ phiếu ngành này thì phiên hồi phục ngày mai thì nên lựa những thời điểm hồi phục mình giảm tỷ trọng thì cho nó an toàn và mình chốt được mức giá cao. Còn nay các cổ phiếu ngành dầu khí thì cũng khá tích cực, thì giá dầu và giá khí ở trên thị trường quốc tế trong các phiên gần đây vẫn tăng rất là tốt. Gas hôm nay nó vượt đỉnh cũng chưa dứt khoát đâu, tại vì cá nhân tôi thấy là nó vượt 116 trong phiên và nó bị dội lại cuối phiên cũng tương đối nhiều, mặc dù đóng nến vẫn là tốt ấy, nhưng mà nó chưa thể hiện cái trạng thái vượt hẳn đâu. Thì quan điểm của Du thì vẫn có thể là chốt một nửa và một nửa để mình phiêu lưu tiếp. Nếu phiên ngày mai nó tiếp tục đi lên một nến xanh nữa thì nó sẽ còn phơm một trạng thái nó vượt đỉnh, và lúc đấy mọi người có thể giữ để mơ mộng những cái giá cao hơn hẳn, ví dụ như 130 chẳng hạn. Nó hiện tại nếu mà vượt qua cái mốc 116 nó sẽ không còn kháng cự phía trước nữa. Còn phiên nay nó chưa vượt dứt khoát lắm, và nếu mà mọi người chốt một nửa thì cũng hợp lý thôi, còn giữ một nửa thì mình phiêu lưu tiếp. Những trạng thái như PVS thì hôm nay nó cũng chưa dứt khoát, nó cũng chưa vượt được đỉnh, mặc dù là cái hiệu ứng của cả ngành dầu khí rất là mạnh. Quan điểm của Du thì vẫn thiên về hướng chốt lời thôi, cổ phiếu này thôi. Mình tránh hưng phấn quá theo nhóm ngành, thì vì nhóm ngành dầu khí nó hơi bấp bênh theo giá commodity, khi nó biến động nó sẽ khó lường. Như trường hợp của BSR thì nó vững hơn, nó đã vượt hẳn đỉnh, nó có retest đàng hoàng rồi, nó đã đi lên. Nhưng mà cái kỳ vọng của nó về mặt mô hình thì cái Du nghĩ là nó cũng 25-26 nó sẽ phù hợp, có lẽ nó sẽ phù hợp thôi. Thì nhìn chung thì mọi thứ nó đang tích cực, và các cổ phiếu trong cùng nhóm ngành thì nó đang phân hóa để đi lên. Thật ra là cái việc chọn cổ phiếu thì nó quan trọng hơn là cái việc mà mình cố người đoán thị trường. Còn cái triển vọng chung thị trường thì kẻ khó đoán thì nó vẫn là tích cực, nếu chúng ta nhìn một cái đích tới đó, còn cách đi của nó chúng ta sẽ khó để phán đoán hết được, tại vì cái diễn biến của nó sẽ thất thường từng phiên ấy. Nhưng mà cái đích đến thì nó vẫn đang là một cái đích rất là tích cực. Cái sự luân chuyển của dòng tiền và thay nhau dẫn dắt thì nó vẫn đang rất là tích cực. Các nhóm ngành phân hóa ra là cán du thấy là môi trường hiện tại nó vẫn đang rất là tích cực cho mọi người lựa chọn cổ phiếu đi chết đinh thôi, nó chưa có gì tiêu cực cả. Chẳng qua là chúng ta sẽ phải lựa chọn kỹ cổ phiếu, và chúng ta sẽ buộc phải loại bỏ những cổ phiếu nào mà nó hết cái động lực tăng giá trong ngắn hạn, và chúng ta giữ lại những cổ phiếu mà nó còn động lực, hoặc là mua mới những cổ phiếu nó mới vượt đỉnh đi lên ấy. Thì bao giờ những cổ phiếu mạnh nó cũng sẽ đem lại lợi nhuận tốt hơn cho chúng ta. Còn những cổ phiếu mà nó đuối sức rồi, ví dụ như hôm nay những cổ phiếu mà ngành thế lắm, thế có nhiều cổ phiếu đuối sức rồi, hai phiên đuối sức liên tiếp rồi, thì nó cũng là một tín hiệu nó hơi tiêu cực, như Lycosi này, Hòa Bình hay là bất động sản công nghiệp như Kinh Bắc bị hai phiên giảm liên tiếp, khối lượng cũng tương đối rồi. Thì có thể phải cân nhắc những cái việc mà giảm tỷ trọng của những cái cổ phiếu này để chúng ta hạn chế cái rủi ro, và nên giữ lại những cái cổ phiếu mà đang còn trạng thái mạnh. Xin phép dành thời gian cho phần hỏi đáp. Vâng ạ, xin cảm ơn anh Du về những chia sẻ của anh về thị trường cũng như là các nhóm cổ phiếu tiêu biểu trong phiên giao dịch hôm nay. Thì tiếp theo thì chúng ta sẽ đi vào phần Q&A, các chuyên gia hỗ trợ giải đáp các câu hỏi của anh chị về cổ phiếu. Thì anh chị có thể để lại câu hỏi trong phần chat, thì các chuyên gia sẽ hỗ trợ giải đáp ạ.
Thì đầu tiên về câu hỏi, có một anh chị muốn hỏi về cổ phiếu triển vọng cổ phiếu PLX ạ. Điểm mua và target cho cổ phiếu này ạ. Anh Du có thể chia sẻ một chút về cổ phiếu này không ạ? PLX thực ra là cái trạng thái của nhiều tháng tháng nay, từ đầu năm nay nó là trạng thái sideways, nó cũng không thực sự có sóng nữa. Và trong vài năm qua thì PLX thì nó bị cái áp lực về bán cổ phiếu quỹ, đâm ra là giá nó cũng không giảm mạnh, nó có cái sự nâng đỡ của giá nhưng mà nó cũng khiến cho giá nó không tăng mạnh được. Và nếu như nhìn theo cái triển vọng kinh doanh của PLX từ năm ngoái năm nay thì đâu đó nó vẫn bị ảnh hưởng bởi dịch tương đối. Cái lợi nhuận của nó năm ngoái dù nhớ là doanh thu nhận nó bị sụt tương đối nhiều do giãn cách, thì năm nay nó vẫn bị ảnh hưởng đấy. Thật ra cái động lực đi lên của giá hiện tại nó hơi khó nếu mà chúng ta nhìn cả mặt cái cạnh cơ bản. Nên nó không có động lực tăng trưởng trong ngắn hạn để mà giá đi lên. Nên nếu mà nhìn báo cáo kết quả kinh doanh của PLX năm ngoái, chúng ta thấy là cái kết quả nó bị ảnh hưởng rất là nặng bởi dịch. Doanh thu thì trước đây đang 180-190 nghìn tỷ, thì năm ngoái còn 124 nghìn thôi, là giảm khoảng 70 nghìn tỷ. Với lợi nhuận thì các năm trước 3-4 nghìn tỷ, thì năm ngoái còn có 1 nghìn tỷ thôi. Năm nay hai quý thì cũng đang tích cực, nhưng mà với cái tình hình giãn cách trong quý 3 thì cái dù không biết là cái kết quả kinh doanh của PLX nó bị ảnh hưởng nhiều hay không, thì mình phải đợi kết quả quý 3 thôi. Nhưng rõ ràng doanh nghiệp này thì nếu mà xét về cái kết quả kinh doanh so với các năm trước, nó đang đuối quá, đang bị ảnh hưởng bởi dịch ấy. Thì kỳ vọng nó có cái câu chuyện gì đấy lên mạnh mẽ thì hơi khó. Mặc dù là giá dầu tăng thì nó là cái lợi thế cho những cái doanh nghiệp mà có cái tồn kho, nhưng mà hiện tại thấy thì cái phản ứng của PLX nó không thực sự mạnh. Cái diễn biến trong thời gian qua đâu đó tăng khoảng 10% trong khoảng tháng qua thôi, nó cũng không thực sự mạnh mẽ lắm. Mặc dù đấy là cái đã có sự ủng hộ rất mạnh của nhóm ngành dầu khí rồi, có sự hiệu ứng cả về giá dầu lẫn cái tâm lý của cả ngành đi lên. Cái dù là rất khó chứ định. Nếu mà nhìn theo mô hình của PLX trong vòng từ 2020 nay thì khi nào nó phải vượt cái giá cao nhất trong vòng hơn 1 năm qua là vùng 58. Bắt đầu mới có cái kỳ vọng là nó có một cái gì đấy mới về mặt cơ bản, hoặc là cái câu chuyện gì mới nó bứt phá, còn nếu không thì nó vẫn là sideways thôi. Và nó rất khó chết đinh trong cái biên độ nó rất hẹp như này. Đâu đó có khoảng hơn 10% sóng lên và lại xuống trả lại hết. Thì anh Dung nghĩ là nó sẽ không phù hợp cho ngắn hạn. Nếu chết đinh thì nên đợi khi nào nó vượt đến vùng 58. Còn đầu tư thì anh Dung nghĩ là hơi khó nghĩ đối với PLX, tại vì chúng ta không dự báo là từ nay năm sau còn bao nhiêu đợt giãn cách nữa, và nó còn tác động đến cái việc tiêu thụ xăng dầu nữa hay không. Thì như năm ngoái năm nay nhiều lần chúng ta đã kỳ vọng là trở lại bình thường mới rồi, nhưng mà nó vẫn có những đợt giãn cách bất ngờ xảy ra kéo dài như quý 3 vừa qua. Thì cá nhân nghĩ là nó cũng đang là cái cổ phiếu mà đang có kết quả kinh doanh hơi tệ và nó đang bị ảnh hưởng khá nặng bởi dịch, thì phải đợi khi nào mà những cái thông tin về tiêm vaccine mà nó có độ phủ tốt hơn, nhất là đến chắc là quý 1 2022, lúc đấy ta mới kỳ vọng một cái sự ổn định và cái rủi ro giãn cách nó sẽ thấp đi, thì cái triển vọng của PLX lúc đấy nó sẽ quay trở lại. Đây vẫn là cổ phiếu mà thuộc dạng đầu ngành trong nhóm phân phối bán lẻ xăng dầu nhiên liệu, thì cái dung nó vẫn tiềm năng thôi, mà ngắn hạn thì nó chưa có câu chuyện, phải đợi khi nào nó có diễn biến ta quan tâm sau. Trạng thái của nó trong thời gian suốt từ khi lên sàn thì nó cũng rất là khó để chia đinh, thì nó lên mà nó lại thường trả lại sâu hơn, không phải là trạng thái tăng trưởng trung hạn để chúng ta đeo bám để chúng ta kiếm lợi nhuận được. Hiện tại thì cái dung nó không nên mua sideways. Vâng ạ, xin cảm ơn câu trả lời của anh Du về cho cổ phiếu PLX ạ. Thì ở đây anh Bùi Đức Thiện có câu hỏi rằng các chuyên gia có thể gợi ý một số mã cổ phiếu có tín hiệu tích cực trong cuối tháng 10 không ạ? Thì anh Du có cái idea nào có thể chia sẻ một chút với anh Thiện về các cổ phiếu giờ trong tuần cuối tháng 10 không ạ? Thực ra cái quan điểm của Du ấy thì khi mình chọn cổ phiếu thì mình sẽ đánh giá ở hai góc độ. Thứ nhất là cổ phiếu đấy có câu chuyện cơ bản để tăng giá hay không? Chúng ta đảm bảo là chúng ta tránh cổ phiếu mà nó lởm khởm, mà nó không có câu chuyện thực sự nó tăng giá. Cái thứ hai là chúng ta chọn theo cái cạnh phân tích kỹ thuật, là nó vừa phải đảm bảo là câu chuyện cơ bản nó tích cực mà vừa phải đảm bảo là đồ thị nó cũng đang tích cực, đúng không ạ? Tại vì nếu chúng ta nghĩ cơ bản nó tích cực mà đồ thị nó không tích cực thì rõ ràng có thể là chúng ta đang suy nghĩ sai, chúng ta đang phán đoán sai, phân tích sai, hoặc nó chưa đúng thời điểm. Thế nên là thường cái quan điểm của Du thì bao giờ mình cũng chọn một cổ phiếu là nó đảm bảo hai yếu tố, nhất là cơ bản là có chuyện đi lên, nó tăng trưởng. Thứ hai là kỹ thuật nó đẹp, nó đang đi lên. Thì như thế thì mọi người hiểu là chúng ta chọn thứ nhất là những cái cổ phiếu nó đang vượt đỉnh đi lên, là
quan điểm mà Du vẫn thích nhất là những cổ phiếu mà nó không có đỉnh phía trước, tại vì nó không có cái giới hạn nào và nó không còn ai thua lỗ cả. Tất cả những người đang nắm giữ nó 6 tháng qua, 3 tháng qua, 1 năm qua hay 10 năm qua đều có lãi. Tức là nó không bị cái giới hạn trong đầu về cái việc mà có người lỗ phải cắt lỗ. Và cái khoảng tăng giá nó rất là mở rộng. Vì không có ai lỗ, nên ra là cái người cầm cổ phiếu người ta không áp lực, người ta hoàn toàn có thể mơ mộng đến những mức giá cao hơn. Trường hợp này nó rất là nhiều, nhất là những cổ phiếu bất động sản tầm trung, TIG này, Nhà Từ Liêm này, đúng không ạ? Hay là Hà Đô. Nó đều là trạng thái vượt đỉnh mà nó đang, có những cổ phiếu như vượt đỉnh nó vươn xa rồi thì nó sẽ có lựa chọn, nhưng có những cổ phiếu nó mới vượt đỉnh mà nó đang đi tắt lại nhưng hoàn toàn có thể mạo hiểm được. Đích thì nó lùi vùng ba quanh 37 thì có thể cân nhắc 36 đến 37 thì đấy là cái cơ hội rất tốt để mua. Thì nó đã vượt rất là đẹp rồi. Nhà Từ Liêm đang vùng sideways thì hoàn toàn có thể mua được. Hàng Nghìn Thao thì nó đã qua cái vùng vượt đỉnh của nó sideways, nó đang đi lên rồi, mua nó hơi đuổi một chút. Nhưng nhìn chung nó vẫn là rất là đẹp, xu hướng nó đang đi lên thôi. Anh Nam Long đấy, Nam Long thì nó cũng là vượt đỉnh rồi và nó cứ điều chỉnh lại, bây giờ cái hỗ trợ nó sẽ là cái vùng 4-46 thì nó cứ điều chỉnh lại 1-2 phiên thì sẽ là cái cơ hội để cân nhắc mua thôi. Hoặc như chứng khoán hôm nay Dung có trao đổi với anh chị là BSI hay hoặc là VDS ấy, là những cái cơ hội nó mới vượt đỉnh, như VDS hôm nay nó mới vượt đỉnh thì ngày mai nó có điều chỉnh tí test lại thì hoàn toàn là cái cơ hội để mua thôi. Còn chúng ta tránh những cổ phiếu nó đang đi xuống là 1-2, những cổ phiếu nó sideways là 2 thôi. Còn cái trạng thái vượt đỉnh nó tương đối nhiều trong trong mấy phiên gần đây thì mọi người cứ chọn những cái trạng thái vượt đỉnh để cân nhắc thôi. Nhất là mình chọn cổ phiếu vượt đỉnh xong mình xem lại câu chuyện cơ bản của doanh nghiệp, nếu nó vẫn đảm bảo là cái kết quả kinh doanh nó đang cải thiện và cái định giá nó còn hấp dẫn thì chúng ta nó thỏa mãn hai điều kiện đấy thì không có cớ chúng ta không tham gia. Thì cá nhân Du thì luôn cố gắng chọn cổ phiếu nó đạt cả hai điều kiện, tức là người theo phân tích cơ bản người ta cũng đánh giá tích cực và người theo kỹ thuật đánh giá tích cực. Ít khi mình chọn cổ phiếu mà nó có sự trái chiều. Thế là cái chia sẻ của Du. Vâng ạ, cảm ơn anh Du ạ. Thì anh Du đã vừa chia sẻ với anh chị một cái tip lựa chọn cổ phiếu khá hay, tức là một cổ phiếu mà tốt thì nó sẽ đảm bảo cả hai yếu tố. Thứ nhất là nó có câu chuyện về mặt cơ bản. Cái thứ hai là tín hiệu kỹ thuật tích cực. Tích cực ở đây tức là cổ phiếu đã vượt đỉnh mọi thời đại. Khi mà vượt đỉnh, cái cổ phiếu đã vượt đỉnh mọi thời đại thì cái áp lực bán có những người cầm hàng nó sẽ ít và người ta sẽ ưu tiên cái việc người ta nắm giữ hơn. Thì khi anh chị lựa chọn cổ phiếu, đặc biệt là trong view ngắn cũng thế mà view dài cũng thế, thì anh chị nên lựa chọn những cổ phiếu mà nó có câu chuyện cơ bản để hỗ trợ cái đà tăng giá. Và cái thứ hai là cổ phiếu đấy đang có một tín hiệu kỹ thuật tích cực, tức là cổ phiếu đang giao dịch hoặc đang giao dịch ở vùng đỉnh hoặc đã vượt qua cái vùng đỉnh đó, thì đó là những cái cách anh chị có thể lựa chọn được những cổ phiếu tốt trên thị trường để giao dịch. Thì tiếp theo một anh chị có hỏi về cổ phiếu chiều bán, cổ phiếu BVKE ạ. Anh Du có thể chia sẻ một chút về cổ phiếu này. Đây là một cổ phiếu khá là khó giao dịch. Vâng. Cổ phiếu này nó phù hợp với đầu tư hơn bởi vì cái thanh khoản nó thấp và nó chủ yếu là các quỹ tự doanh người ta nắm giữ là chính. Ban lãnh đạo doanh nghiệp người ta vẫn mua vào nắm giữ và cái kết quả kinh doanh thì theo quan sát của Du nó vẫn là tích cực. Nhưng nó không phù hợp với chiết đinh đâu. Nếu anh chị mua theo đầu tư thì mình nên đọc báo cáo phân tích ấy, và mình hiểu giá trị doanh nghiệp mình mua mình nắm giữ lâu dài ấy. Còn chiết đinh cổ phiếu này nó tương đối khó, vì thế là các cái nhịp tăng rất là ngắn, nó không đủ cái biên lợi nhuận để chúng ta chiết đinh đâu. Như chiết đinh mà khi nó rõ ràng mua và khi nó rõ ràng thì bán thì cái lợi nhuận ở đâu đó quanh mức khoảng 5-10%, các nhịp nó rất là ngắn, không có những nhịp nó tăng dài cả. Chiết đinh thì những cổ phiếu này cá nhân thì sẽ không thích chiết đinh đâu, nhưng mà nếu mà đầu tư thì mọi người thấy nó vẫn đang rất là đẹp, hướng trung hạn nó là tăng giá, ngắn hạn nó cũng là tăng giá, chưa có gì xấu cả. Và các cái nhịp điều chỉnh nó sau mỗi lần thì nó lại tăng giá mạnh hơn. Có điều người thấy cái cách đi của nó rất là khó, vượt đỉnh 1-2 phiên thì nó lại đi ngang, chỉ là phải đến cả tháng xong rồi nếu mà chán bán thì lại vượt đỉnh, nó lại đi lên, nó lại đi ngang, đúng không? Thì khi chúng ta muốn mua, muốn đầu tư hay là chiết đinh của nó nào thì chúng ta cũng phải tìm hiểu cái cơ bản nó là một, thứ hai là cái lịch sử tăng giá nó trong quá khứ để chúng ta hiểu cái tính cách của nó, xem chúng ta phù hợp hay không. Nên đầu tư hay đầu cơ quan trọng là phải lựa chọn cơ hội nó phù hợp với mình, chứ không phải là cái cơ hội nào mà mình thấy nó tăng mạnh hay nó giảm mạnh là mình cũng mua đâu. Cái khó nhất trong đầu tư hay đầu cơ là mình phải chọn được những cái cơ hội mà nó thực sự nó phù hợp với cái cá tính của mình, cái mức độ chịu rủi ro của mình và cái số vốn của mình. Thế nên là Dũng nghĩ là cái trường hợp này thì không biết anh chị hỏi lúc nãy là chiều bán hay chiều mua. Nếu mà mua thì không nên, vì nếu mà chiết đinh thì không này vì nó rất khó chiết đinh. Còn nếu mà muốn bán hay không thì mình phải hỏi lại chính bản thân là mình đang mua để đầu tư hay để đầu cơ. Nếu mua đầu cơ thì nên bán ngay lập tức vì nó không phù hợp, nên chọn cơ hội khác, tại vì các cổ phiếu này thì có chiết đinh cả tháng nó không đem lại hiệu quả đâu.
Còn nếu mà đầu tư thì nó sẽ đem lại quả. Đầu tư 6 tháng, 1 năm, 2 năm hay 5 năm thì cái nó sẽ đem lại cái hiệu quả nó xứng đáng. Còn chết đinh thì không nên. Vâng, cảm ơn anh Du ạ. Thế anh Du vừa cho vừa chia sẻ một cái rất hay là trước khi anh chị mua vào một cổ phiếu thì mình cần làm rõ với bản thân mình trước là mình mua cổ phiếu này theo để đầu tư hay là đầu cơ. Và khi mà mình đã lựa chọn cổ phiếu mà giao dịch trong ngắn hạn ấy, thì chúng ta cũng nên quan tâm đến cái lịch sử, cái diễn biến giá của cổ phiếu để chúng ta xem mà nó có phù hợp cho cái hoạt động giao dịch trong ngắn hạn hay không. Còn đối với cổ phiếu BVFE này thì anh Du cũng chia sẻ quan điểm rất rõ ràng. Nếu mà anh chị mà giao dịch ngắn hạn ấy, đầu cơ ngắn hạn ấy, thì chúng ta nên cân nhắc chúng ta bán ra. Và nếu mà anh chị đầu tư thì anh chị có thể tiếp tục nắm giữ cổ phiếu này, vì cổ phiếu này nó dù sao nó vẫn phù hợp cho cái view đầu tư hơn. Tiếp theo thì có một anh chị có hỏi về cổ phiếu nắm giữ cổ phiếu TVD ạ. Anh Du có thể chia sẻ một chút về cổ phiếu này không ạ? TVD à? T nhỉ? Than như cổ phiếu than vàng danh à? Vâng. Cái này ra là nắm giữ thì hơi rủi ro đấy, tại vì cái quá trình tăng rồi nó rất là nóng và cổ phiếu nó cũng đang có dấu hiệu thoái trào khoảng cả tháng nay rồi. Không có đâu đó 2-3 cái đỉnh nó chạm lên đến vùng 21.5 nó nhìn xuống đấy. Anh Dung nghĩ cổ phiếu này thì nếu mà chết đinh ngắn hạn thì không nên giữ, cái rủi ro nó bị xuất nó có thể vỡ cái vùng này đi xuống tương cao ấy. Nếu mà chúng ta nhìn theo cái cách nó giao dịch trong khoảng một tháng qua nó hơi tiêu cực, các cái đỉnh dội lên thì nó bị bán rất là nhanh và nó không có cái xác suất vượt đỉnh nữa, tại vì cái phiên mà tốt nhất để vượt đỉnh là cái phiên ngày 4/10, lực rất là mạnh, mua rất là tốt và vẫn bị rơi ngược và lại và về phải cắt lỗ, cho thấy là cái việc mua này có vẻ là cái đám đông hào hứng mua chứ không phải là một cái cá nhân lớn, vì thường nếu cá nhân lớn mua thế này thì rất khó để người ta chấp nhận một cái cú trượt như này, thường nó sẽ tích cực sau T3. Quan điểm của Du với cổ phiếu này thì không, nếu mua mới thì không nên chết đinh, vì cái nhóm ngành than nói chung thì nó cũng có hiệu chứng này rồi, béo là cổ phiếu mà khởi nguồn cho những cổ phiếu ngành than, và nếu mà người đọc các cái báo cáo phân tích của các bên về ngành than có được hưởng lợi do giá than tăng hay không, người sẽ thấy là nó không được hưởng lợi đâu. Bản chất cái than đang tăng giá với than các doanh nghiệp để sản xuất nó khác nhau, chưa kể là cái rào cản về xuất khẩu này. Thì bài báo đấy, các bài báo nói rất là rõ về cái việc mà các cổ phiếu ngành than được hưởng lợi không, thì cái dung là cái việc tăng thời gian qua nó mang tính đầu cơ là chính thôi, không hẳn về cái kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp này đâu. Và cái diễn biến của cổ phiếu trong một tháng qua nó đang theo hướng tiêu cực và cái xác suất nó rơi tiếp là cái dung là tương đối cao, là cái xác suất vỡ cái hỗ trợ 15 chấm mít này, có thể là một vài phiên tới nó sẽ dần dần nó tiến đến có thể có xác suất vỡ. Và nếu như nhìn theo các chỉ báo kỹ thuật thì nó không có tín hiệu nó tích cực cả, để mình kỳ vọng nó có sự đảo chiều ấy. Thì quan điểm của Du thì không nên mua mới, còn nếu như chết đinh đang có thì nên bán. Và lần sau nếu mình chết đinh thì tốt nhất là mình nên có cái ngưỡng cắt lỗ, tốt nhất là nó thoái lui bao nhiêu phần trăm thì mình cắt càng sớm càng tốt, để mình nhất là tránh thiệt hại, thứ hai là mình có tiền mình chuyển sang các cơ hội khác ấy. Vì thị trường đầu cơ thì khi các cơ hội nó đã thoái lui rồi thì rất khó để kiếm được tiền, và mình bắt buộc phải chuyển sang những cái cơ hội mới, dòng tiền nó đang tập trung ở đấy, chỗ nào nó sôi động để kiếm được tiền. Thì trường hợp này các anh Dung nghĩ là nên mua là một, thứ hai nếu mà có thì có thể cân nhắc việc bán. Thì cái diễn biến phiên nay nó cho thấy là cái lượng cung thoát ra đang rất là quyết liệt. Vâng ạ, cảm ơn những cái quan điểm rất là rõ ràng của anh Du về mã cổ phiếu TVD. Thì anh chị có thể thấy rằng cái cổ phiếu TVD như đúng như anh Du vừa chia sẻ, chúng ta thấy là đợt này nó biến động trong ngắn hạn, biến động khá là lớn, thì nó hàm chứa những cái rủi ro ở thời điểm hiện tại. Tiếp theo anh Quốc Thanh Nguyễn ạ, thì có hỏi về cổ phiếu, hai cổ phiếu về nhóm hóa chất là DGC và DLC ạ. Anh Du có thể chia sẻ một chút về hai cổ phiếu này không ạ? DGC thì theo quan điểm của Du thì cái xác suất tạo đỉnh của nó là tương đối cao, là cái đỉnh vùng 178. Tại vì sao? Tại vì cái phiên đấy là một cái phiên nếu mà nhìn theo nến nó rất là xấu, người thấy là cái nến này người ta gọi là nến bearish engulfing, tức là nến bao phủ của nến chìm, cái nến mà nó cao hơn nến phiên trước và nó cũng ngập sâu nến phiên trước, phiên tăng trần và về giảm sàn với khối lượng nó rất là lớn, cao nhất trong vòng nhiều tháng qua, nó chỉ thua cái phiên ngày 23/7/2021, cho thấy là ai đấy chốt lời rất là quyết liệt. Và cái diễn biến cổ phiếu từ sau phiên đấy đến nay thì nó là cái trạng thái đang cố hồi lên thôi, mà cái động lực thì vượt đỉnh thì nó cũng không rõ ràng, và nếu mà trong trường hợp tích cực nhất ấy, thì có thể là nó sẽ sideways thôi. Còn cái xác suất nó điều chỉnh là tương đối cao ấy, thì vì cổ phiếu này đã tăng rất là dựng rồi. Trước đây cái trạng thái của cổ phiếu thì nó tăng thoải hơn thì nó đỡ áp lực mà nó bị thoái lui sâu,
nhưng mà người thấy cái cú tăng từ tháng 7 đến nay là cái cú tăng, cái góc nghiêng nó dựng ngắn hạn là góc nghiêng đó khoảng 45 độ trở lên. Còn nếu từ tính từ tháng 9 đến lúc nó tạo đỉnh thì cái góc nghiêng nó phải đến 70 độ. Góc nghiêng như thế với một có tính chất cơ bản thì cái xác suất nó điều chỉnh là tương đối cao. À, cái xu thế là cổ phiếu này nó bám cái đường MA 60, mọi người nhìn cái đường xanh nước biển ấy. Thì nhiều lần nó điều chỉnh ở đấy nó đều tạo những cái đáy trung hạn nó đi lên, cái đáy ngắn và đáy trung hạn. Thế là nó khá tốt. Thì nếu mà muốn mua cổ phiếu này chắc có lẽ sẽ quan sát cái đường MA 60 này tiếp tục nó sẽ tiếp diễn trong thời gian tới. Thì thường cổ phiếu nó sẽ có xác suất nó sẽ điều chỉnh hơi thỏa xuống. Và cái đường MA 60 nó sẽ tiến dần lên thì đâu đó sẽ gặp nhau ở quanh vùng 140. Đấy phải quan sát, nếu mà nó tiếp tục giữ được trên MA 60 và nó không bị vỡ thì có thể cân nhắc các cơ hội mua mới. Thì cái triển vọng chung về dài hạn của cổ phiếu này vẫn rất là tích cực, nó tăng giá rất là miệt mài từ năm ngoái đến nay rồi, tăng giá đâu đó mất tăng khoảng 10 lần đúng không ạ, hơn 10 lần, rất là khỏe. Còn ngắn hạn thì nó không thể chết định được, rất là đừng mua mới, thì cái rủi ro nó vẫn còn nguyên và cái xác suất nó có thể nó điều chỉnh thì nó tích lũy lại vùng MA 60 thì nó tạo một sóng tăng mới, nó sẽ mất thời gian thì cái khoảng cách nó còn tương đối dài. Nếu mà nhìn như này thì cách đâu đó có thể kéo dài vài ba tuần lấy ra là mình cũng nên bảo hiểm lúc này. Nếu có thì có thể cân nhắc việc chốt lời được, thì cái dù thấy là cổ phiếu này nó đã tăng nóng và hầu hết là mọi người đều có lãi thôi, trừ cái người mua ở trên đỉnh thôi, còn hầu hết là vẫn đang có lãi, không vấn đề gì cả. Cái sắc sideways thì mình nên chuyển tiền sang những cái cơ hội khác hoặc là mình chờ đợi, tránh cái rủi ro mà mình bị động ngoài nó cuốn xuống vài ba phiên mình hoảng loạn bán khi để bán đúng đáy, thì cũng nhất là đợi và đấy mình quan sát sao. Trường hợp của DRC thì nó rõ ràng hơn. Trường hợp của DRC thì cái trạng thái tạo đỉnh của nó xuất phát từ tháng 9 rồi. Và cái mô hình ngắn hạn thì nó hơi giống cái mô hình vai đầu vai, chưa hoàn hảo lắm nhưng mà cũng tương đối giống. Mọi người thấy nó có một cái phần đỉnh ở giữa phần đầu này, cái vai bên trái đây. Vai bên trái nó kết thúc ở vùng 35-36, thì cái vai bên phải nó hình thành trong vài tuần qua nó kết thúc ở quanh 35. Và cái tin kết quả kinh doanh quý 3 của DLC ra ngày hôm qua thì cả du đọc thấy là nó tiêu cực, thì nó bị ảnh hưởng bởi cả cái giá đầu vào tăng lẫn cả cái giá vận tải biển nó tăng ấy. Và cái đấy là cái hơi bất ngờ, thì quý 2 thì nó có ảnh hưởng nhiều. Còn xét về mô hình kỹ thuật thì nó hợp lý để bước vào điều chỉnh rồi. Thì ngoài thông tin cơ bản thì nhìn thấy mô hình thì nó có xác suất là vai đầu vai, và giả sử cái mô hình thì nếu mà nó xảy ra thì hoàn toàn có thể cổ phiếu nó sẽ thoái lui về cái phần mà nó đã xuất phát ấy, tức là nó tương ứng là phần bên tay trái nó xuất phát ấy. Thì nó có thể có cái rủi ro nó sẽ quay lại vùng tầm 26-27 tích lũy lại. Còn nếu mà nhìn một cách tích cực hơn, chúng ta không quá tiêu cực, thì nó vẫn còn cái kênh giá trung hạn ấy, cái kênh giá giúp cổ phiếu này tăng giá suốt từ tháng 7 năm ngoái đến nay thì nó chưa có tệ đâu. Nếu mà nhìn được kênh giá này thì cái hỗ trợ nó sẽ quay kênh vùng 30, là nó tương ứng với các mức giá giảm trong một tháng qua thôi. Đáng dung thì nếu mà cổ phiếu này mua mới thì không nên, mình phải đợi cái phản ứng vùng 30 là một. Nếu mà nó giữ được và nó phản ứng bằng những cái nến tích cực khối lượng lớn ấy, nó cho thấy là cổ phiếu này vẫn giữ cái trend trung hạn và ngắn hạn tăng tiếp ấy, thì bên mình nên mua. Còn hiện tại thì không nên mua, tại vì thứ nhất là nhìn ngắn trong tháng này thôi, ta thấy là các cái đỉnh sau đang thấp hơn đỉnh trước rồi, nó có thể có xác suất đáy sau tương đấy trước. Còn cái mô hình vai đầu vai nó vẫn còn nguyên và nó vẫn có cái rủi ro nó có thể thoái lui về vùng 26. Không đầu tư thì đợt giảm này sẽ là cái cơ hội rất tốt để cổ phiếu DLC. Cái ảnh hưởng trong quý 3 thì nó sẽ chỉ làm doanh nghiệp chứng lại một chút thôi, tại vì nếu mà xét kết quả 9 tháng hay là cái triển vọng dài hơi hơn thì nó vẫn tích cực thôi. Còn ngắn hạn thì cái tôi thấy nó hơi tiêu cực một chút, mọi người nên đợi hoặc là vùng 30 thì mình cân nhắc, hoặc là trong trường hợp nó vỡ vùng 30 phải đợi ở hẳn vùng 26. Còn mua lúc này xác suất lỗ tương đối cao, cái rủi ro là tương đối cao, và mình cũng không nên mua kẻ đầu cơ lúc này thì nên đợi, vì hoàn toàn có cái cơ hội để mình chọn được cái giá tốt hơn kể cả đầu tư hay đầu cơ. Thì nếu mà nó vượt đỉnh thì mình sẽ chấp nhận mua vượt đỉnh, còn nếu nó đã điều chỉnh chấp nhận mua những cái hỗ trợ nó cứng ấy, hỗ trợ nó mạnh ấy, thì tránh những rủi ro. Nếu mua lúc nó chơi vơi này mà đang đà xuống, nhất là hôm nay bán rất là quyết liệt sau cái tin quý ba bất ngờ ra, nên đợi. Vâng ạ, cảm ơn anh Du về chia sẻ về hai cổ phiếu của nhóm hóa chất. Bên cạnh đó thì anh có hỏi thêm về cổ phiếu nhà Đà Nẵng và Masan ạ. Anh chia sẻ một chút về hai cổ phiếu này đúng không ạ? Nhà Đà Nẵng thì nó qua một cái giai đoạn tăng tốt rồi. Tức là những cái nhịp sóng tăng trước thì nó tăng rất là mạnh.
Còn các nhịp gần đây các anh chị thấy là nó yếu dần. Nếu mà tính các nhịp tăng từ tháng 8 đến nay thì các nhịp tăng rất là ngắn và nó đang theo hướng là yếu, là giảm nhiều hơn là tăng. Ta nhìn là các cái đỉnh sau nó vẫn đang yếu, yếu hơn đỉnh trước, nó đang thấp dần xuống. Và khối lượng bán ra mấy phiên hôm nay nó rất là quyết liệt. Cổ phiếu này cũng rất lạ là nó không theo, tăng theo các cổ phiếu bất động sản tầm trung khác mà lại đi ngược. Nên cái Dung nghĩ là nếu mà chết đinh thì rõ ràng nó chưa có gì để chết đinh rồi. Vì xu hướng của nó ngắn hạn nó hơi tiêu cực và nó chưa có điểm mua mới, trong khi nó đang đi ngược cả nhóm ngành, ngược cả thị trường ấy. Cái trạng thái nó hơi tiêu cực. Mua mới thì cái Dung nghĩ là không nên. Có thể đợi ở những cái vùng hỗ trợ gần đây nhất của nó, ví dụ cái vùng hỗ trợ gần đây nhất của nó trong vài tháng qua nó cứ chạm với nó bật lên đấy, vùng quanh 19 ấy. Quan sát đợi vùng đấy. Hoặc là kinh nhẫn hơn là nếu mà trong trường hợp mình nghĩ đến một cái cú mà nó thoái lui sâu thì đợi cái ngưỡng ở cái đường kênh giá trung hạn của nó lúc đó quanh 18 để cân nhắc. Còn hiện tại mua vào thì cái xác suất lỗ là tương đối cao, khó để có lợi nhuận. Lượng bán các phiên gần đây nó không hề nhỏ. Tôi thấy là việc bán này không phải của khách hàng nhỏ đâu, không phải của khách hàng nhỏ lẻ đâu, mà nó có chủ đích kìa. Và những cá nhân lớn người ta đã tính toán và người ta đang muốn chốt lời cổ phiếu này, thì cá Dung nó không nên lao vào mua cổ phiếu này lúc này, vì có nhiều cơ hội ngành bất động sản đang tích cực hơn. Và mình nên kiên nhẫn đợi khi mà nó về các cái hỗ trợ cứng, các cái đợt sóng trước nó về những hỗ trợ cứng nó bật lên rất là tốt. Kiên đợi cổ phiếu này có vẻ nó cũng phù hợp với lại cái việc mà mua hỗ trợ hơn là mua vượt đỉnh, vì người thấy là những lần mua vượt đỉnh thì nó không sự tốt lắm. Đợt tháng 3 vượt đỉnh của tháng 1 thì sau đấy nó cũng rơi ngược lại. Cú mà vượt đỉnh ở đây nhất là cú tháng 8 và vượt đỉnh vào tháng 1 với tháng 3 nó chỉ tăng đâu đó một vài phiên mà nó lộn ngược lại rất là nhanh. Đúng không? Nó hơi khó chết đinh, khó chết đinh là phải chết đinh theo kiểu mua hỗ trợ, mua rất cao được. Cổ phiếu nào Linh ơi? Massage anh ạ. À, massage này. Massage, vâng. Trạng thái massage này, trạng thái dây di động thì Dung có trao đổi với anh chị trước ấy. Quan điểm của Dung thì thấy cái xác suất của nó là tương đối là rủi ro trong ngắn hạn ấy. Là nó có xác suất hai đỉnh và nó đang có chốt lời. Các phiên gần đây người thấy là cái khối lượng bán cũng rất là quyết liệt, khối lượng bán cũng rất là đều tay. Các phiên tăng thì khối lượng rất là nhỏ, thì nó cho thấy là nhiều người đang thiên về hướng bán hay là mua, tức là cái việc canh bán của ai đấy đang rất là quyết liệt, người ta đang chốt lời, thì cái Dung chưa nên mua. Còn nếu như mua thì với cổ phiếu này cái điểm mua tốt nhất là khi nó vượt đỉnh thôi, vì nó cách không quá xa đỉnh, nó khi nào nó vượt đỉnh thì mình có thể cân nhắc để chết đinh được. Còn nó đang ở cái trạng thái mà nó chạm với đỉnh mà nó dần ngược lại từ cái diễn biến khoảng một tuần qua nó tiêu cực thế này thì tốt nhất là nên đợi. Còn nếu có thì chốt lời thôi, thì cái rủi ro nó có thể về cái vùng kinh giá dưới nó là tương đối cao, chứ kể nó còn có thể có những cái thoái lui nó sâu hơn. Thì thực tế mà nói thì massage từ năm ngoái đến năm nay, tính tháng 10 năm ngoái năm nay tăng tương đối nóng rồi, tăng khoảng gần 3 lần rồi. Với những cái kỳ vọng của doanh nghiệp thì như thế nó cũng phản ánh tương đối rồi. Đấy, cái kết quả kinh doanh thì nó chưa thực sự như kỳ vọng. Và cái định giá hiện tại nó không hề rẻ theo góc nhìn thường đâu, nó mang tính kỳ vọng tương lai nhiều hơn. Còn nếu anh chị nhìn cái định giá của massage so mặt bằng chung thị trường, nó không phải định giá mà nó rẻ theo đám đông cái hàng cá nhân đâu, thì mình dễ quyết định đâu. Nó vẫn mang cái tính là mua và trả giá ở tương lai rất là xa. Mình thấy cái định giá PE đâu đó khoảng 79 lần đúng không ạ? PB khoảng 8 lần là một cái mức định giá. Nếu mà doanh nghiệp nó tăng trưởng như kỳ vọng thì nó rất là, vẫn là hấp dẫn để mua thôi. Nhưng mà nếu mà doanh nghiệp nó không tăng trưởng như kỳ vọng mà nó chỉ cần đi ngang như hiện tại vài năm với cái PE này thì phải thành rất là đắt. Và cái rủi ro với khách hàng cá nhân khi chốt định cổ phiếu này ở cái vùng giá hiện tại cũng là rủi ro đang lớn hơn cơ hội. Mình nên về hướng nếu có thì nên chốt lời thôi. Nếu nó tăng tương đối nhiều rồi và nó không cải thiện quá mạnh kết quả kinh doanh để bù đắp cho cái phần tăng giá đấy. Thế giới di động nó tích cực hơn và nó cũng tương đối giống massage ấy, thì nó cũng xem mô hình của nhau, lẽ cũng thiên hướng chốt lời thôi. Hai cổ phiếu này thế là cái mô hình nó khá giống nhau và ngắn hay trung hạn nó cũng khá giống, thiên hướng chốt lời với những ai có massage hoặc ai có thế giới di động. Vâng ạ, cảm ơn anh Du về chia sẻ về hai cổ phiếu nhà Đà Nẵng và Maxan. Anh Trịnh Văn Mạnh thì có hỏi về nhận định cổ phiếu Kinh Bắc ạ. Anh Du có thể chia sẻ một chút về cổ phiếu này. Cổ phiếu này gần đây, hai phiên gần đây bị chốt khá mạnh. Kinh Bắc thì từ tuần trước thì mình cũng nhìn thấy Kinh Bắc và cũng thấy là hơi quan ngại một chút rồi. Vì
thường những cổ phiếu mà có cái cơ hội vượt đỉnh mà nó 10-10 mà nó không tận dụng được, nó vượt mà nó cứ lùi dần khi thị trường nó tốt lên thì cũng hơi hơi đáng ngờ một chút. Tại vì nếu mà là một cổ phiếu mạnh thì lẽ ra nó phải vượt đỉnh từ tuần trước rồi, đúng không ạ? Nó là cái trạng thái mạnh hơn thị trường ở cái giai đoạn tháng 8, tháng 9, nó mạnh hơn hẳn thị trường. Rất lạ là trong vài tuần qua thì khi thị trường tiếp tục đi lên thì cổ phiếu này hoặc đi ngang ấy, rất nhiều cổ phiếu bất động sản khác nó vượt đỉnh. Rồi bất động sản công nghiệp, ví dụ như SSC nó vượt đỉnh rất là xa rồi. Cứ thì những cổ phiếu mạnh như Vinmark nó vượt đỉnh, đúng không? SSC nó đã vượt đỉnh và nó vươn xa hai tuần nay rồi. Thì trạng thái Vinmark tự nhiên nó lùi lại. Cách đây khoảng tháng Vinmark rất là mạnh và rất nhiều cái hoạt động mua Vinmark nó diễn ra. Thì các chú thấy là cái trạng thái mà hai phiên, đây là phiên giảm thứ ba liên tiếp rồi và khối lượng nó lại không hề nhỏ. Hai phiên thì mỗi phiên 20 triệu thì thực sự đáng ngại. Nếu chỉ giảm phiên ngày hôm trước và rút chân thì nó cũng không đáng ngại. Nhưng lại thêm phiên giảm ngày hôm nay với khối lượng nó cũng tương đối lớn. Thì cái chú nghĩ là cổ phiếu này thì nên canh để bán không? Là cái xác suất nó bị thoái lui là cao. Cái rủi ro hai đỉnh lớn thì nó đang rất là lớn so với cái kỳ vọng ngắn hạn. Rất là nên bán không? Mình thoát khỏi cái thương vụ khó nghĩ này. Tại vì nếu mà nó đi ngang thì vẫn còn hy vọng, nó vẫn đi ngang và giữ trên vùng 45. Còn nó đã lùi hẳn đến vùng giá hiện tại thì nó hơi tiêu cực một chút. Nhìn cái kênh giá thì hôm nay nó, kênh giá nhỏ hôm nay nó hơi hơi vỡ nhẹ một chút ấy, hơi tiêu cực. Thì có điều cũng dụ nên bán không? Và hoàn toàn có thể lựa bán phiên ngày mai được ở những hồi trong phiên vì hiện tại trường tích cực. Vâng ạ, cảm ơn anh Du về những chia sẻ về cổ phiếu Vinmark. Ở đây anh chị khách hàng Nông Khánh Huyền thì có hỏi về nhận định về hai cổ phiếu Nam Long và Hòa Bình ạ. Hòa Bình phiên này cũng bị chốt lời khá mạnh, anh Du có thể chia sẻ một chút về hai cổ phiếu này không? Nam Long thì nó rất là tích cực rồi. Nam Long thì thường cái cách trading của nó trước đây nó phù hợp với lại mua ở những cái vùng hỗ trợ này sẽ có cái biên lợi nhuận tốt hơn là mua cái vượt đỉnh. Mua vượt đỉnh hay bị dội lại rất là mệt trong ngắn hạn ấy. Nhưng mà mua ở những cái kênh hỗ trợ nó thì được cái biên lợi nhuận rất là tốt. Đợt này có lẽ cái nó cũng khỏe hơn hẳn so với nó trước khi ấy. Chính bản thân cổ phiếu này trước đây nó không có những cái nhịp nó tăng nó rõ rệt như lần này. Có lẽ là cái việc tăng giá chung của những cái cổ phiếu mid cap của ngành bất động sản nó cũng thúc đẩy những cổ phiếu như Nam Long nó có động lực tăng giá. Và cái quỹ đất của Nam Long hay là cái kết quả kinh doanh của Nam Long thì vẫn tích cực thôi, nhưng nó không có đột biến ấy. Mặc dù cái chất lượng kinh doanh nó rất là tốt, cái chất lượng nhà ở của người ta làm rất là tốt, và các đối tác Nhật cái người thấy là trong nhiều năm qua vẫn thích Nam Long hơn là sản phẩm khác, thì cổ phiếu này nếu có tiếp tục giữ thôi thì nó không có gì tiêu cực cả. Triển vọng nó đang tích cực trong ngắn hạn, cả trung hạn cũng tích cực, nhưng mà cổ phiếu này sẽ khó chết đinh. Nếu mà mua đuổi chết đinh thì sẽ dễ gặp phải những cái lần của nó như các lần trước nó vượt đỉnh mà nó chỉ vươn xa cách xác định khoảng đâu đó khoảng 7-8% hay bị giật ngược lại. Nó phù hợp với lại đầu tư nhiều hơn. Còn nếu chết đinh thì thường phải đợi hỗ trợ mua. Nếu mà đã lỡ nhịp mua của nó và muốn mua thì phải đợi nó reset lại cái vùng ít nhất là cái vùng đỉnh 6-5 này, xong rồi nó vượt lên. Có những nhịp reset tuần reset này đấy thì mình có thể cân nhắc được. Còn mua đuổi cả anh Nhân Dung thấy cổ phiếu Nam Long không nên mua, vì rất nhiều lần mình đã chứng kiến rất nhiều khách hàng mua đuổi cổ phiếu này và bị thiệt hại trong ngắn hạn đến khi cắt lỗ thì lại đi lên. Nếu mà chúng ta không phù hợp với cái cách chế định cổ phiếu, chúng ta cũng không thể kiếm tiền được từ nó nếu mà nó vẫn đi lên và nó vẫn hoạt động ở cách cũ. Tốt nhất là đợi ở các vùng hỗ trợ để mua khi mà cổ phiếu điều chỉnh hoặc thị trường nó gặp những biến cố nó điều chỉnh thôi. Còn hiện tại nó phù hợp với những ai có để nắm giữ tiếp thôi. Cổ phiếu này hiện tại đang rất là đẹp. Cổ phiếu gì Linh nhỉ? Dạ Hòa Bình anh ạ. Hòa Bình thì bữa nay hơi đuối. Hòa Bình thì cũng giống như Liquid hay là Hecon hay là HHV, tức là những cái cổ phiếu mà đã tăng vì cái kỳ vọng đầu tư công ấy. Là những nếu mà thi công đầu tư công xây dựng cầu đường ấy, nó đang bị thoái lui mấy phiên nay thì cái tôi thấy là nó cũng hoàn toàn bình thường thôi. Vì nếu mà tính trong nhịp tăng vừa qua thì cái mức thoái lui hai phiên nay nó cũng chưa quá lớn và nó vẫn chưa phải kênh giá đâu. Thì giả định như là nếu mình chấp nhận mình đợi khi nào nó phá vỡ kênh giá đâu đó quanh 15 ấy, thì chấp nhận là phải thoát hàng. Còn hiện tại thì nó hơi xấu chút vì nó đã phá vỡ được cái breakout của cái kênh giá giảm ấy, trung hạn ấy, xong lại vướng ngược lại thì hơi tiêu cực một chút. Khối lượng bán hai phiên này cũng rất là lớn, không hề nhỏ. Thì cái cách đơn giản với những trường hợp khó xử như này tốt nhất là mình thực hiện là 50 năm, còn mua tất nhiên là không nên rồi. Nó đang có dấu hiệu nó xấu nhẹ trở lại và khối lượng bán nó tăng nữa. Hai cái nến ngày hôm nay hơi tệ vì đóng một cuối phiên sâu nhất và khối lượng nó lại tăng dần theo đà giảm ấy. Nó cho thấy là cái
thì bên bán người cầm cổ có vẻ đang mất sự kiên nhẫn mà. thì nó cũng chưa gãy hẳn, thì nên nếu mà đang có nhiều thì anh chị có thể cân nhắc là mình thực hiện phương án 50-50, tức là mình giảm thì giảm tải một nửa cho mình đỡ áp lực, đợi quan sát ở vùng 15. Thì nó có thể nó giống như cái đợt tháng 8 ấy, nó cũng điều chỉnh ở đó một số phiên rồi nó lại chứng lại và nó lại tăng, hoặc là đợt điều chỉnh gần nhất là tháng 9 ấy này, nó cũng tương tự. Nó hiện tại nó cũng chưa quá xấu, nếu mà mình xét về cái xu hướng tăng của nó từ tháng 7 đến giờ thì nó chưa phá kênh giá, nó chưa xấu. Còn cái diễn biến hai phía này nó hơi tiêu cực thôi, cái ví dụ cái mua mới thì không nên, còn nếu mà cầm nhiều thì cân nhắc 50-50 thôi, thì hơi khó nghĩ. Thì khi nào nó vỡ 15 thì buộc phải bán hết, còn nếu như nó về 15 nó giữ được thì mình sẽ đợi thời điểm để gia tăng lại trạng thái thôi, không quá hoảng sợ ở cái trạng thái cổ phiếu này đâu, nó cũng chưa xấu hẳn, vẫn còn cái hỗ trợ quanh vùng 15 nữa. Thì phương án có lẽ là 50-50, thì đôi khi có những cái tình huống thì chúng ta không thể quyết đoán mua bán nó quyết liệt được, thì buộc phải thực hiện phương án 50-50. Còn nếu hỏi cái phương án mua thì nó dễ xử lý hơn, tức là nhìn trạng thái này thường cá nhân dùi không định việc mua vì nó đang ở trạng thái tiêu cực và nó chưa xấu hẳn, còn chỉ có người cầm cổ phiếu thì sẽ hơi khó xử hơn, thì mình nghĩ là buộc phải 50-50. Vâng ạ, cảm ơn anh Du ạ. Ở đây thì có hai anh chị, một anh chị thì hỏi về chiều mua mới Hải An, và một anh chị thì hỏi về chiều bán Hải An. Thì không biết anh Du có thể chia sẻ một chút góc nhìn của anh về cổ phiếu này không ạ? Thực ra thì không có gì bất ngờ cả, thì ngày nào cũng sẽ có người bán cùng cổ phiếu thôi, đúng không ạ? Có những cổ phiếu thì nó vẫn đỉnh đi lên và vẫn có thanh khoản, tức là ngày nào cũng có người bán người mua. Ngay ở vùng đáy vùng đỉnh thì vẫn luôn người bán người mua. Thì quan điểm của Du ấy, trao đổi với anh chị tuần trước thì cá nhân Du đánh giá Hải An là cái trường hợp đang khỏe nhất nhóm ngành này rồi, thì cái kết quả kinh doanh của nó cũng hợp lý thôi, nó cũng tăng trưởng rất là mạnh và được hưởng lợi từ cái việc mà thiếu hụt container với lại giá cước vận tải biển tăng cao ấy. Còn nó phù hợp với lại việc nắm giữ hơn, tức là nếu mà đang có thì nên giữ hơn, tại vì nó đang ở một cái sắp xuất vượt đỉnh để liên tiếp nhiều hơn là cái rủi ro đi xuống. Nhưng mà mua mới thì cái biết lợi nhuận hiện tại nó không thực sự tốt, tức là cái vùng tích lũy đây nó rất là ngắn này, thời gian tích lũy đâu đó có khoảng một tháng, và nếu mà nó vượt đỉnh, thường những cái nền tích lũy ngắn này nó vượt đỉnh lên nó sẽ không tạo cái biên lợi nhuận lớn đâu. Mình hôm trước có giả định là trong trường hợp nó vượt đỉnh đi lên thì cá nhân mình nghĩ là nó sẽ dừng ở đâu đó ở vùng 80 thôi, nó giống như cái nhịp tăng trước thôi, nó không thực sự dài như những nhịp tăng trước đấy nữa. Tức là nếu mà một người nhìn giả định nó vượt đỉnh đi lên và nó lên đến 80 thì một người mua ở cái vùng 73-74 này thì biên lợi nhuận đâu đó khoảng 6-7% thôi, nó không đáng để mạo hiểm. Còn nếu có thì giữ thì phù hợp hơn, vì cái diễn biến của nó trong 2 tuần qua nó đang là cái hướng mà đang tích cực, kể cả nó đi zig zag nhưng mà nó vẫn là cái hướng mà người ta mua nhiều hơn là người ta bán, là một. Thứ hai là những người cầm trong T3, T5, T10 thì vẫn đang có lợi hơn, đúng không ạ? Ta thấy là sau T3, T5, T10 thì nó vẫn là tăng, là tiền trong tài khoản vẫn được tăng thêm nhờ việc giữ cổ phiếu, thì cái dung vẫn giữ thôi. Còn nếu như mà bán thì có thể đợi, nếu mà nó vượt đỉnh ngày mai nó tiếp tục vượt đỉnh và nó nằm trên cái giá 74-75 thì cái dung nghĩa cái xác suất nó về vùng 80 có thể chốt lời. Còn ngược lại, nếu mà trong trường hợp có vài phiên tới mà nó không thể vượt được cái vùng 74 mà nó cứ đi ngang và nó bắt đầu nó dội xuống ấy, thì lúc đấy mình cũng phải cân nhắc việc chốt lời, tại vì nó cho thấy là cái xác suất hai đỉnh nó bắt đầu nó xuất hiện ấy, nó không thể vượt nổi cái vùng quanh 74. Còn hiện tại nó đang 99% nó sẽ vượt đỉnh đi tiếp. Hôm nay nó đã vượt trong phiên rồi, nhưng mà cuối phiên thì nó lại dội lại. Lượng nếu hôm nay một khối lượng nó bán lớn ấy, mà nến nó lại đóng ở nến đỏ thì sẽ là cái quyết định phải bán ấy, tại vì nó sẽ là xác suất hai đỉnh. Nhưng hôm nay thì khối lượng nó không quá lớn, tức là nó không phải là phiên phân phối. Một người hình dung là cái lượng hàng người ta mua trong vài tuần qua nó tương đối lớn, nếu mà là để kéo vào đỉnh thì phân phối thì phiên này sẽ phải là phiên mà bán khối lượng rất là lớn và nó bị dội về đỏ, người ta sẽ bán, kể cả bán xuống sàn người ta cũng bán ấy, thì nó sẽ là phiên phân phối mà nó sẽ có rủi ro hai đỉnh ngay lập tức. Còn hiện tại thì nó vẫn đang thiên về hướng tích cực hơn. Thì quan điểm của Dung thì nó vẫn thiên về hướng đi lên thôi, tức là nó sẽ có xác suất đi lên nhiều hơn và nó sẽ tiến đến vùng 80, thì nó phù hợp với người có giữ để mà chốt lời thôi. Còn mua mới thì Dung nghĩ không nên, với những trạng thái của cái ngành cảng biển hay là vân đạm như đạm của Mau, đạm của Mỹ trước Dung trao đổi, nó sẽ phù hợp với lại việc mà canh kết quả kinh doanh tốt ra để tối ưu quá lợi nhuận thôi, còn mua mới nó không còn nhiều cái biên kỳ vọng bảo hiểm. Vâng ạ, cảm ơn anh Du.
về chia sẻ cổ phiếu HAH ạ. Thì trong chương trình này nếu anh chị nào mà chưa nhận được câu trả lời các chuyên gia thì anh chị có thể để lại cái câu hỏi ở phần đường link, phần mà link vừa gửi cho anh chị, thì các chuyên gia của trung tâm tư vấn đầu tư của VNRX sẽ hỗ trợ giải đáp các câu hỏi của anh chị ạ. Và do thời lượng chương trình cũng gần hết ạ, thì Linh xin phép sẽ trả lời một câu hỏi cuối trước khi chúng ta kết thúc chương trình ạ. Thì anh Tương Phong có xin nhận định về nhóm cổ phiếu chứng khoán trong đầu quý 4 ạ. Thì anh Du có thể chia sẻ một chút về nhóm này không ạ? Nhóm ngành chứng khoán. Thực ra hiện tại đang là đầu quý 4 nhưng mà tháng 10 đang là đầu quý. Nhóm ngành chứng khoán thì thực tế thì chúng ta đừng, nếu chúng ta đoạn giai đoạn này trong vài tháng qua thì chúng ta bỏ cái tư duy nhóm ngành thì chúng ta sẽ dễ lựa chọn cơ hội hơn, đúng không ạ? Tức như ngành ngân hàng, người thấy là Tiên Phong Banh nó vẫn đi riêng một nhóm một đường, thì nếu chúng ta không bị quá vướng một nhóm ngành ấy, thì chúng ta vẫn mua Tiên Phong Banh được. Hoặc như là ngành chứng khoán ấy, PSI hoặc là Dùng Việt ấy, là những cổ phiếu mà nó cứ vượt đỉnh đi lên, thì thuần về mặt kỹ thuật thì nó vượt đỉnh đi lên nó cho thấy nó một cái kỳ vọng mới, nó không có kháng cự phía trước ấy, thì chúng ta vẫn mua chưa đinh được. Còn những trạng thái như Bản Việt hay là VND hay SDI nó vẫn chưa vượt đỉnh thì nó vẫn là sideways hoặc là bảo mòn thôi, thì chưa nên chết đinh. Nhưng mà nếu mà nhìn thuần trong những cổ phiếu vốn lớn của ngành chứng khoán ấy, trong top 4 ấy, thì các anh Du thấy là Bản Việt là trường hợp mà sáng hơn hẳn, sáng hơn VND và sáng hơn SDI, sáng hơn HCM, là cái trạng thái của nó tích lũy tích cực hơn hẳn, tiền vào phiên này nó cũng rõ rệt hơn, và cái mức thoái lui khi mà thị trường nó bị bóng phiên đến cuối phiên ấy, người thấy là cái nến của Bản Việt rất là tốt. Thì ví dụ trường hợp Bản Việt thì một vài phiên tới nó vượt cái vùng kháng cự quanh 65 ấy, thì sau đấy thì mình có thể cân nhắc nó điều chỉnh để tham gia được và lựa theo cổ phiếu thôi. Còn nhóm ngành hay không thì thực ra cái giai đoạn tăng cùng nhau nó đã qua rồi, những gì mà cả ngành được hưởng lợi định giá lại, cả ngành ngân hàng, cả ngành chứng khoán ấy, thực ra là cái đoạn tăng nóng trước nó mang tính là định giá lại thôi, thì các năm trước thì nó bị định giá thấp, ngoài cái việc tăng trưởng thì kết quả kinh doanh nó cũng được định giá lại theo mặt bằng chung thì nó qua giai đoạn tăng cùng nhau rồi. Bây giờ các cổ phiếu ngành Vân Đạm hay là Cảng Biển thì không tăng cùng nhau nữa, ngân hàng, chứng khoán mà bất động sản thế, rất nhiều thứ bất động sản thì lên và nhiều bất động sản khác vẫn đi xuống. Thế nên là cái Dung nghĩ thì nên chọn những cơ hội mà nó mạnh nhất trong ngành về mặt cơ bản, và một thứ hai là về mặt kỹ thuật. Dù vẫn nghĩ là những cơ hội nó vượt đỉnh như Dùng Việt này hay là BSD thì mọi người vẫn hoàn toàn có thể tham gia được. Được BSD thì nó tăng trước một nhịp rồi, Dùng Việt thì nó mới tăng hoàn toàn có thể mạo hiểm được. Rồi những trường hợp của VCI một vài phiên tới nó vượt đỉnh có thể mạo hiểm, và tốt nhất thì trong bối cảnh thị trường nó đang diễn biến trong kiểu là giằng co hiện tại, tức là nó cứ hào hứng phiên sáng và chiều nó hay bị sụt ý, thì tốt nhất là những phiên vượt đỉnh thì mình cũng đừng quá mua thì trọng lớn quá, nên đợi những phiên mà nó điều chỉnh thành công ý, rồi hôm sau li test lại thoải mái mà mua với cái giá nó hợp lý hơn, và nó tránh cái rủi ro vượt đỉnh nó bị fail ý. Thì cái Dung nghĩ giai đoạn này nên đợi những vượt đỉnh xong test mua thì nó hợp lý hơn, và nên quan sát trường hợp của VCI về BND trong mấy phiên tới, thì nếu trong top 4 thì VCI sẽ là trường hợp có xác suất đỉnh cao hơn so với VND, còn những trường hợp của SDI, HM thì nhìn nó còn xa, cái xác suất của đỉnh nó còn thấp so với đỉnh, thì nó còn phải vận động rất nhiều nữa để nó có cơ hội vượt đỉnh. Thế là cái quan điểm của Du về ngành chứng khoán. Còn nếu mà nhìn triển vọng thị trường, nếu mà ta nghĩ trong đầu cái triển vọng thị trường từ nay đến cuối năm mà lên đến 1525-1530 mà nó thành sự thật như cá nhân kỳ vọng trong vài tuần gần đây mình đưa ra quan điểm, thì rõ ràng là những cái cơ hội của ngành chứng khoán thì nó cũng sẽ sáng trở lại thôi. Tại vì nhìn theo cái diễn biến thị trường cái đợt tháng 2, tháng 3 khi mà thị trường chưa vượt được cái đỉnh 1200 thì lúc đấy nhóm ngành chứng khoán thì nó cũng rất là lay lắt. Nếu mọi người nhớ là cái đoạn này các cổ phiếu như VND hay SDI này nó cũng chưa rõ ràng đâu. Đến khi thị trường bắt đầu có cái sắp xuất vượt đỉnh và vượt được cái đỉnh 1200, tức là cái cơ hội, cái triển vọng thị trường được mở ra, thì bản thân nhóm ngành chứng khoán là nhóm ngành phụ thuộc rất lớn vào cái triển vọng của thị trường. Nếu mà thị trường đi lên vượt đỉnh thì rõ ràng là nó là một triển vọng tích cực, thanh khoản lại tăng, rồi tự doanh cũng có lãi, rồi margin cho vay nhiều hơn, thì nó phụ hoàn toàn vào triển vọng thị trường. Nên nếu chúng ta quan sát cái triển vọng thị trường và khi thị trường vượt được cái đỉnh 1425 thì rõ ràng lúc đấy cái triển vọng của ngành chứng khoán thì nó sẽ sáng trở lại rất là nhiều. Còn hiện tại nó đang dưới đỉnh và thanh khoản nó so với tháng trước thì nó vẫn chưa được sự tích cực hơn so với quý 2, thanh khoản của tháng 9, tháng 10 nó không chỉ có bị sụt nhẹ. Anh Du thấy là nên nên đợi cái triển vọng thị trường nó tích cực hơn thì những cổ phiếu
yếu nhé, nên ASM nó sẽ nó cũng có cơ hội. Còn hiện tại thì mọi người cứ tập trung những cái cơ hội nào nó đang ở đỉnh trước, tức là những cái gì nó phản ánh vào đồ thị, nó phản ánh vào thị trường, nó đã đều được tính toán, nó kỳ vọng rồi. Mình tránh những cơ hội, những cái cổ phiếu mà nó bị tác động quá nhiều bởi một vài cá nhân thôi, nó bị ai đấy người ta điều khiển quá mạnh thôi. Và những cái cổ phiếu nào mà nó thanh khoản đủ lớn, nó có tính thị trường ấy, mà nó cứ vượt đỉnh và có cơ bản nó support thì mình cứ tham gia vào cơ hội đấy thôi. Còn không nhất thiết là phải đợi những cơ hội mà nó chậm chân hơn. Thì cái giai đoạn này đến cuối năm sẽ là những giai đoạn mà các cổ phiếu nào nó có gì đặc biệt thì nó sẽ tăng mạnh hơn, còn những cổ phiếu nào nó hết câu chuyện là có thể nó chững lại. Thì với nhiều cổ phiếu thì cái động lực tăng vốn hay là động lực để mà giữ giá để phát hành thêm được ạ, thì có thể là nhiều doanh nghiệp người ta phát hành xong rồi nó cũng không còn nhiều cái áp lực để mà phải thúc đẩy giá tăng nữa, hoặc là cái kết quả kinh doanh nó đã phản ánh một phần cái kỳ vọng của cổ đông rồi, người ta hài lòng rồi, người ta bán, người ta chưa có áp lực để mà mua lại để đẩy giá phiếu lên. Thì cái dung nghĩa là cứ chọn những cơ hội nó đang tích cực để mình tham gia thôi. Trading thì phải đi theo cái xu hướng của dòng tiền là chính thôi. Còn khi nào những cổ phiếu mà cá nhân của người yêu thích như VND, SDI, HCM, Visa nó vượt đỉnh thì mình lại tham gia trở lại thôi. Còn hiện tại nó chưa vượt thì mình đi quan sát tiếp. Còn những cái cơ hội nào nó vượt thì mình càng tham gia một cái tỷ trọng nó nhỏ hơn được. Chắc sẽ dừng cái phần thảo luận thị trường ở đây thôi. Vâng ạ, xin cảm ơn anh Du. Thì anh chị nào phiên này trong chương trình nay mà chưa nhận được câu trả lời các chuyên gia thì anh chị có thể để lại câu hỏi ở phần đường link mà Linh vừa gửi trong phần chat ạ. Thì các chuyên gia của Tâm Tư Đầu Tư sẽ hỗ trợ giải đáp thêm cho anh chị về thị trường ạ. Cảm ơn anh chị đã dành thời gian theo dõi chương trình ngày hôm nay. Xin cảm ơn Linh Du đã tham gia và có những cái chia sẻ rất hữu ích cho nhà đầu tư. Và hẹn gặp lại anh chị trong các buổi sắp tới ạ. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ạ.